Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Công Nghệ Nấu 2. Thì một số anh em ở đây muốn trải nghiệm bàn phím máy cơ, nhưng mà hầu bao thì lại hạn hẹp. Thì lúc này thì lựa chọn bàn phím giảm cơ là vô cùng tối ưu, với giá thành thì chỉ bằng 1/2 bàn phím máy cơ. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu bàn phím máy cơ và giảm cơ là gì. Nào hãy cùng đến intro. Bàn phím cơ hay còn được gọi là mechanical keyboard. Thì trong những năm qua thì bàn phím này đang làm mưa làm gió trên thị trường và được các game thủ vô cùng săn đón. Khác với loại bàn phím thông thường, bàn phím cơ sử dụng các thành phần cơ học có cơ chế đàn hồi riêng biệt gọi là squid. Thay vì sử dụng cao su như bàn phím thông thường, squid sẽ sử dụng lò xo. Dưới mỗi bàn phím đều được trang bị một chiếc công tắc có hai hoặc nhiều chân tiếp xúc bằng kim loại, được tích hợp công nghệ cao cấp sử dụng công tắc riêng cho mỗi phím. Khi sử dụng bàn phím cơ, mỗi squid khác nhau thì sẽ mang lại trải nghiệm khác nhau, thú vị và vô cùng khác biệt. Bàn phím cơ được đánh giá cao bởi tính chính xác, êm ái và thao tác nhanh gọn. Tuổi thọ của sản phẩm cũng cao gấp 10 lần so với bàn phím thông thường. Số lần nhấn phím dao động từ 30 đến 50 triệu lần nhất. Đặc biệt, thay vì phải gõ chạm đáy, người dùng chỉ cần nhấn xuống một nửa, loại bỏ lực phản hồi, vô cùng êm ái và dễ chịu. Điều này cũng giúp tốc độ gõ phím giảm xuống còn một nửa. Bàn phím giả cơ hay còn gọi là membrane. Thì nếu như bàn phím cơ sử dụng công nghệ squid, thì bàn phím giả cơ có cơ chế đàn hồi vẫn là cao su dưới các phím bám như mọi loại bàn phím thông thường khác. Về cơ bản, bàn phím giả cơ được đánh giá tương đối tốt. Chúng mang đến cho người dùng trải nghiệm gần giống như bàn phím cơ là từ 60 đến 70%, trong khi đó giá thành rẻ, phù hợp với phần lớn người tiêu dùng. Cách phân biệt bàn phím cơ và bàn phím giả cơ thì nếu chỉ xét về hình thức, rất khó để phân biệt được sự khác nhau giữa bàn phím cơ và bàn phím giả cơ. Để tìm ra sự khác biệt này thì cần phải tìm hiểu những khía cạnh sau. Về cơ chế hoạt động thì sao? Nếu mà so sánh về cơ chế hoạt động thì đây là điểm khác biệt cơ bản nhất giữa bàn phím cơ và giả cơ. Với dòng bàn phím cơ, chúng được cấu tạo từ nhiều thành phần cơ học khác nhau. Sản phẩm sử dụng cơ chế đàn hồi riêng biệt gọi chung là squid. Thay vì sử dụng cao su, các squid sẽ sử dụng lò xo. Khi phím được nhấn xuống, lực từ tay người dùng sẽ tác động vào phím và đè lên lò xo, ép chân tiếp xúc kim loại chặt vào nhau. Lúc này sẽ xảy ra hiện tượng đóng mạnh, tín hiệu sẽ được phát đi. Khi người dùng thả tay khỏi bàn phím, lò xo lập tức phục hồi và phím trở lại trạng thái ban đầu. Những lần nhấn phím tiếp theo cũng sẽ theo cơ chế tương tự. Đặc biệt, thay vì phải gõ chạm đáy, chỉ cần nhấn xuống một nửa, thông tin đã được truyền tải tới máy chủ. Do đó, người dùng không cần mất quá nhiều lực gõ phím và thời gian gõ được giảm thiểu. Với bàn phím giả cơ thì cấu tạo bên dưới các phím vẫn là lớp cao su như bàn phím thông thường. Chúng hoạt động được nhờ các chip xử lý. Khi người dùng tác động một lực lên bàn phím sẽ gián tiếp truyền tới mạch điện, từ đó truyền tải thông tin đến máy chủ. Khi bỏ tay ra thì nhờ tính đàn hồi, miếng cao su sẽ quay trở lại vị trí ban đầu. Vậy thì còn tuổi thọ thì sao? Nếu mà so sánh giữa bàn phím cơ và bàn phím giả cơ thì ta thấy sự khác biệt rất lớn về tuổi thọ giữa hai loại bàn phím này. Cũng giống như bàn phím thường, bàn phím giả cơ sử dụng một miếng cao su đặt dưới các phím. Khi tác động nhiều lần, nhấn phím liên tục với tần suất cao, miếng cao su sẽ mất đi sự đàn hồi. Lâu dần thì các phím trở nên chai cứng, phải tác động một lực thật mạnh khi gõ phím. Tuổi thọ bàn phím giả cơ thì tương đối ngắn, trung bình chỉ từ 1 đến 5 triệu lần nhấn phím. Nếu công việc của bạn chỉ sử dụng đến việc nhập liệu hay sử dụng để chơi game, có thể bạn sẽ phải thay phím thường xuyên. Nếu bàn phím giả cơ sử dụng miếng cao su thì bàn phím cơ sử dụng các switch cơ học. Tuổi thọ của chúng cao hơn rất nhiều lần, trung bình từ 30 đến 50 triệu lần nhấn phím. Như vậy, tuổi thọ của sản phẩm này cao gấp 10 lần so với mẫu bàn phím giả cơ. Đặc biệt là người dùng không còn lo tới việc bàn phím bị liệt, khó sử dụng hay là chai cứng. Và tất nhiên, bạn không phải quá bận tâm tới việc thường xuyên thay bàn phím máy tính mới. So sánh về thời gian gõ phím, thời gian gõ phím chính là yếu tố hàng đầu ảnh hưởng tới việc chọn bàn phím máy tính cơ hay là giả cơ. Nhất là đối với những game thủ, thời gian quyết định sự thắng thua trong cuộc chơi. Khi phân biệt bàn phím cơ và giả cơ, người dùng không thể bỏ quên đến yếu tố này. Vì sử dụng cơ chế lò xo nên khi sử dụng bàn phím cơ, bạn không phải chạm tới đáy của nút nhấn. Điều này làm giảm lực tác động lên bàn phím, tạo cảm giác nhẹ nhàng và êm ái hơn. Hơn thế nữa thì thời gian gõ phím cũng được giảm đi một nửa. Ngoài ra, chỉ ở bàn phím cơ, công nghệ NKAO được áp dụng cho phép người dùng nhấn tất cả 104 phím cùng một lúc.
Với những ai thao tác nhanh, bạn có thể nhấn các phím cùng một lúc mà thông tin vẫn được xử lý chính xác, giảm thời gian gõ phím. Như chúng ta đã biết, dưới mỗi phím của bàn phím giả cơ là một miếng cao su. Khi người dùng tác động một lực, phím nhấn sẽ gián tiếp khiến miếng cao su lún xuống. Với cơ chế này thì khi sử dụng bàn phím cơ, bạn phải gõ chạm đáy phím. Điều này đồng nghĩa với thời gian gõ phím lâu hơn. Còn về giá thành thì với những ưu điểm vượt trội của mình, bàn phím cơ là sản phẩm được các game thủ săn đón. Đây cũng là sản phẩm thích hợp cho những người thường xuyên thao tác trên bàn phím. Do cấu tạo khác biệt và hoàn toàn phức tạp, sử dụng cơ chế lò xo dưới mỗi phím nhấn, giá thành bàn phím máy tính cơ tương đối cao. Thông thường, để sở hữu một chiếc bàn phím máy tính cơ, người dùng phải bỏ ra số tiền là vài triệu đồng. Thậm chí những dòng bàn phím cao cấp của thương hiệu nổi tiếng, giá sản phẩm có thể lên tới cả chục triệu đồng. Bàn phím máy tính giả cơ có giá thành tương đối rẻ, chỉ nhỉnh hơn một chút so với loại bàn phím thông thường. Chỉ cần vài trăm bạn có thể sở hữu được một chiếc bàn phím máy tính giả cơ ưng ý. Với những người yêu thích sự trải nghiệm của bàn phím cơ mà hầu bao còn hạn hẹp, bàn phím giả cơ luôn là sự lựa chọn hàng đầu. Đây cũng là lý do vì sao người ta ví bàn phím giả cơ là sản phẩm dành cho những game thủ nghèo. Còn nếu so sánh về trải nghiệm thì nhiều người nhận xét rằng cả bàn phím cơ và giả cơ đều mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho người sử dụng. Cả hai sản phẩm hướng đến đối tượng sử dụng là game thủ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, với cấu tạo và giá thành khác nhau, sự trải nghiệm sẽ ở những mức độ khác nhau. Bàn phím cơ cho tốc độ gõ nhanh, êm ái, tiếng kêu vui tai, hệ thống đèn LED hiện đại, hỗ trợ người dùng trong điều kiện thiếu sáng. Nói chung là sử dụng bàn phím cơ sẽ mang đến những trải nghiệm hoàn hảo. Còn với bàn phím giả cơ, người dùng sẽ có cảm giác 60-70% so với bàn phím cơ. Như vậy, với số tiền hợp lý, đó cũng là trải nghiệm không hề tồi. Khi nào bạn nên sử dụng bàn phím cơ hoặc là giả cơ? Với cách so sánh, phân biệt bàn phím cơ và giả cơ theo những phương diện trên, ta đã có thể nhận thấy được ưu và nhược điểm của từng sản phẩm. Liệu nên mua bàn phím cơ hay là giả cơ? Điều này còn phụ thuộc rất nhiều vào nhu cầu cũng như điều kiện kinh tế của người tiêu dùng. Với những game thủ chuyên nghiệp hay người dư giả về kinh tế, bạn nên sở hữu cho mình một chiếc bàn phím máy tính cơ. Chúng sẽ giúp bạn rất nhiều trong công việc, học tập cũng như mang đến những trải nghiệm thú vị. Còn với những người không thực sự dư giả về mặt kinh tế, chiếc bàn phím giả cơ đã là quá đủ. Chúng vẫn đáp ứng được đầy đủ những tính năng cơ bản, phục vụ cho công việc giải trí. Đặc biệt, chỉ với số tiền khoảng vài trăm nghìn đồng, bạn cũng có thể trải nghiệm được cảm giác sử dụng bàn phím cơ lên tới 60%. Với những thông tin mà Know2 vừa cung cấp trên, thì hẳn là bạn đã biết cách phân biệt bàn phím cơ và bàn phím giả cơ. Tùy theo nhu cầu sử dụng cũng như điều kiện kinh tế, hãy lựa chọn cho mình một sản phẩm phù hợp nhất. Vừa rồi là những thông tin chi tiết của ngày hôm nay. Nếu anh em thấy video này hay thì đừng quên nhấn subscribe kênh cũng như là nhấn vào nút quả chuông để cập nhật thêm nhiều thông tin mới nhất từ Know2 nhé.